Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Câu Cá TV2. Nếu các bạn thấy video này hay, hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh để theo dõi những video thú vị tiếp theo các bạn nhé. Sáng hôm nay hai sư phụ của mình dự định sẽ đi câu. Địa điểm thì vẫn là chỗ câu quen thuộc đó. Tuy nhiên trời bỗng dưng đổ mưa, một trận mưa rào bất chợt. Đang ngồi chờ mưa tạnh, nắng hừng là sẽ xuất phát ngay lập tức. Mấy hôm rồi ngồi nhà bí bách quá, cơn nghiện câu kéo lại đang dâng trào rồi. Trời vẫn cứ đổ mưa và ba thầy trò đang ngồi uống nước trà và nhìn ra ngoài sân. Làm sao mà trời tạnh mưa ngay bây giờ? Nếu trời tạnh là sẽ đi ngay các bạn ạ. Và cầu được ước thấy, thật là may mắn bây giờ trời đã tạnh hẳn rồi, lại có nắng nữa chứ. Kinh nghiệm cho thấy rằng thời tiết thay đổi như thế này sẽ hứa hẹn một hôm câu bội thu các bạn ạ. Bây giờ thì chúng mình đã tới đó rồi, sư phụ đã chuẩn bị đồ câu và buông cần. Mình thì đang ngồi chuẩn bị đồ nghề để câu cá. Hôm nay thú thực mình chỉ trong vai đóng thế mà thôi, chủ yếu là hai sư phụ sẽ thể hiện. Nào, bây giờ chúng mình sẽ cùng Câu Cá TV trải nghiệm bắt cá cùng hai sư phụ nhé. Rất mong các bạn sẽ đồng hành cùng ba thầy trò nhà mình trong buổi câu cá sáng ngày hôm nay. Hy vọng sẽ làm các bạn thực sự hài lòng. Hiện tại thì một sư phụ còn đang bận chút việc nhà, sẽ đến sau. Bây giờ chỉ có mình và sư phụ cả sẽ bắt đầu buổi câu cá. Nào, chúng ta cùng bắt đầu thôi. Và lúc này thì sư phụ thứ hai cũng đã xuất hiện và vào vị trí của mình rồi. Chúng ta sẽ cùng hai sư phụ trải nghiệm lôi lên những con cá đầu tiên để xem nó ngoạn mục như thế nào. Thank you.
đấy. Ông nhớ ông kéo vào. Ok. Sư phụ thì đã lên con đầu tiên rồi. Tuy nhiên thì nó hơi nhỏ một chút. Mình đang xem sư phụ thứ hai liên tiếp con cá nó mới ngoạn mục đây này. Các bạn có nhìn thấy không? Cái phao tím đang di chuyển đấy. Nó đang di chuyển, đang đưa rất là ác. À trời ơi, đã một con lên trên bờ này rồi. Thật là tuyệt vời, con này khá là lớn. Đúng là sư phụ thứ hai, quá là nhanh tay, nhanh mắt. Cá bé nên là nó lôi được bỏ. Vậy. Cá to thì nó lôi ra ngoài. Cá to thì phải nói. Cho tôi mượn cái kéo con. Ông cắt dài dài ra tí, ông đừng cắt ngắn quá, nuôi ông cắt ngắn ra con chỉ bắt được mỗi cái đầu, còn vừa thừa một đoạn. Đấy, vâng vâng vâng, phải kín được cái lưỡi cơ. Bỏ cái mồi ra thôi. Ông ấy bình tĩnh. Nước này thì cái cá lạ lắm. Chưa, nước này chưa ăn thua gì. Mà mưa cũng to chứ. Mưa to nhưng mà nước này không chưa ăn thua gì. Mưa to chứ con. Cái khủy chết đấy. Nhưng mà dây sát rồi. Sư phụ thứ nhất lại lên tiếp con thứ hai, nhưng con này to hơn con lần trước, ước chừng cũng phải bằng bàn tay của mình mất, khá là ngoạn mục. Con này khéo to nhất của trường ngày hôm nay, làm cho mình thực sự thấy hài lòng. Hôm nay phụ tá cho hai sư phụ phải làm được ít ra cũng 2 ký để về còn có món để nhậu chứ.
thế mà nó cũng nhai hết cái dù nó. Rồi. Ông Quảng, bác cái này cắn. Đứng không thì ngứa ngáy tay chân quá. Bây giờ câu cá TV2 sẽ thể hiện. Và thật là như mong đợi, một con đã lên trên bờ rồi các bạn ơi. Đúng là ngày may mắn của mình rồi. Con này cũng khá lớn, cũng ngang ngửa với con của sư phụ. Con này thì quá đẹp luôn. Được không ạ? Bàn tay thôi. Cái cần này thì giật rất thích ông Quảng ạ. Nó có cảm giác. Cảm giác nhịp điệu. Cần kia chỉ giật theo kiểu. Thế thì mất mồi à? Mất mồi nhỉ? Nó ác nhỉ? Vậy thì hết bố mồi rồi. Đấy, ông rớt cái đầu con rồi. Chứ con đấy mồi vừa vừa, thâu tháo thì lên luôn. Ờ, thì mất mồi. Câu cá TV2 cũng sẽ thử tiếp lần nữa xem có lên được chú nào nữa không, để góp phần cùng các sư phụ. Chả nhẽ uống rượu toàn cá của các sư phụ câu. Mình phải làm được vài con chứ nhỉ. Nào bây giờ chúng ta sẽ xem. Cá cắn câu rồi. À cha, một chú nữa. Thật là tuyệt vời. Chứng tỏ là câu cá TV2 cũng chẳng kém sư phụ là mấy. Có vẻ nhỉnh hơn một chút đi chứ. Có vẻ cá lại tiếp tục cắn câu các bạn ạ. Lần này xem. Ai cha, một chú. Ông kiểm tra đấy. Không được. Nó đẹp dai. Kéo sức mồi. Sắp sức mồi rồi. Rồi. Sắp sức mồi rồi. Ông Tú, ông Tú mới thôi. Ông Tú mới nói.
để cho bắt. Ừ. Ok. Rồi. Ông gỡ ra, ông gỡ ra. Con này đẹp tí đúng rồi đấy, đó là cái đặc điểm đó là cá nào cả hướng là đều nó đều ra mất đấy, thì hôm cái con mất là do nó quấn vào cái cát tre không đấy. Trong khi cá còn chưa cắn câu lại, Câu Cá TV2 xin mời các bạn sẽ cùng Câu Cá TV2 lượn một vòng xung quanh khu vực này để ngắm nhìn quang cảnh thiên nhiên hoang sơ ở nơi đây. Cái dòng suối này thì để bắt nguồn từ trong một cái núi đá, trong một cái hang rất là rộng, cách đây chừng khoảng 5 km, chảy ngoằn nghèo qua rất nhiều đồi, qua rất nhiều khu vực, rồi sau đó chảy qua khu vực này. Vâng, vâng, ông. Trước đây dòng suối này có đa dạng các loại cá, nhưng bây giờ nó cũng vãn rồi. Đẹp quá. Trong khi mình đang mải ngắm cảnh thì sư phụ lại tiếp tục lên một con nữa. Thật là ngoạn mục. Bây giờ mình hãy quay lại để hỗ trợ cho sư phụ gỡ cá đã các bạn nhé. Con này rất đẹp không ạ? Trắng, con này con cái. Ôi to lắm. Dương vây này mà. Trùng khiếp. Chiến đấu sẵn sàng rạch. Quá tuyệt vời. Rạch con người. Rồi à, rơi. Rơi luôn từ này, nó mắc một cái cạnh mỏ mỏng. Mỏ nó như nó chỗ con. Rất mỏ. Thank you.
bắt được vậy. Đây là con cá thứ ba mà Câu Cá TV lên được hôm nay. Con này cũng khá, cũng 1 9 1 10 với con lúc trước. Như thế là có bữa nhậu đĩnh đạc rồi, không còn phải lo nữa. Từ giờ đến lúc về được con nào thì được thôi. Nào bây giờ chúng ta tổng hợp xem số cá của hai sư phụ và mình câu được ngày hôm nay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đúng 10 con, nhưng có một con bé. Như vậy được 9 con to như cái bàn tay ấy các bạn ạ. Như vậy là có một bữa đĩnh đạc rồi. Chỗ cá này thì cũng tầm khoảng hơn 2 kg một chút. Bây giờ thì cũng đã muộn rồi. Có lẽ là mình cũng chuẩn bị thu cần và cùng các sư phụ về nhà thôi.
Bây giờ thì cả ba thầy trò đã về tới nhà rồi. Chúng ta cùng quan sát chiến lợi phẩm của ngày hôm nay. Phải nói thêm là lúc cuối thì sư phụ cả đã giật lên được một chiếc tàu ngầm. Các bạn biết là con gì rồi? Một con cá dọn bể rất là khủng bố. Lúc giật lên thì lúc nó ở dưới nước mình cứ tưởng là được con cá chép rồi. Không ngờ lúc giật lên khỏi mặt nước, trời ơi, thất vọng chan chè. Một cái tàu ngầm các bạn ạ. Con này thì chặt nó ra và để quẳng nấu lên cho gà nó ăn thôi. Các bạn thân mến, video của mình đến đây cũng đã tạm dài. Sản phẩm mà hai sư phụ câu được, kể cả mình nữa, khoảng 2,5 kg. Như vậy cũng không phải tồi, đúng không các bạn? Mình xin phép được tạm dừng video tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Hãy đồng hành cùng mình và các sư phụ để xem tiếp những video thú vị lần tới các bạn nhé. Thân ái, chào các bạn. Sản phẩm của buổi chiều ngày hôm nay có một con thì to như bàn tay luôn.